Metro số 1 dự kiến được bổ sung 268 tỷ đồng vốn điều lệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh thành lập năm 2015, chính thức đi vào hoạt động năm 2019 để chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận, triển khai, quản lý, vận hành bảo dưỡng tuyến Metro số 1. Từ khi thành lập, công ty mới được cấp vốn điều lệ là 14 tỷ đồng và không có thêm nguồn kinh phí nào khác do tuyến Metro số 1 chưa hoàn thành và đi vào hoạt động. Từ tháng 8 năm 2021 đến nay, công ty đã không còn kinh phí hoạt động. Trong gần một năm qua, công ty không có tiền trả lương cho toàn bộ nhân viên và lãnh đạo quản lý. Số tiền nợ lương đến nay đã lên tới khoảng 3 tỷ đồng, khoản nợ bảo hiểm là 330 triệu đồng. Để tháo gỡ khó khăn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 với số tiền là 268 tỷ đồng từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ thực hiện đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động có hiệu quả, có kết quả xếp loại doanh nghiệp của 3 năm liền kề trước năm xác định bổ sung vốn điều lệ đạt từ loại B trở lên theo công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền. Nhưng trên thực tế, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận, triển khai, quản lý, vận hành bảo dưỡng đường sắt đô thị khi hoàn thành chuyển giao. Hiện công ty chưa tiếp nhận tài sản bàn giao để đi vào hoạt động thương mại nên chưa phát sinh doanh thu, chỉ phát sinh chi phí. Do vậy, thành phố Hồ Chí Minh chưa giao chỉ tiêu, chưa đánh giá được hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp theo quy định. Trong hai năm 2020 và 2021, công ty lỗ phát sinh hơn gần 15 tỷ đồng. Để đảm bảo căn cứ pháp lý, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chính phủ ban hành nghị quyết của Chính phủ về việc đầu tư, bổ sung vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi công ty tiếp nhận tài sản hoàn thành bàn giao từ dự án Metro số 1, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công ty xây dựng phương án xác định lại vốn điều lệ theo đúng quy định.